này quá đãi rồi. Anh Lợi ơi, anh Lợi, anh Lợi ơi, có anh nhà không? Em nè, mở cửa cho em coi, có anh nhà anh Lợi. Ở nhà có mình á anh. Bữa nay đẹp tiếu chờ cho phòng nghỉ chờ. Bữa nay qua năm anh mượn. Bữa nay đẹp chúng phòng nghỉ dữ vậy. Có gì đâu. Dạo này anh khỏe không? Khỏe. Bữa nay em rảnh rỗi qua anh thăm anh. Thăm có tiền là tiền. Không có mà giờ, em hỏi anh dạo này còn gạo ăn không anh? Hết trơn rồi. Hết hả? Bây giờ em qua anh cho phiếu gạo. Nhưng mà anh cho một phiếu gạo nha. Nhưng mà hai thiếu cũng được, có gì đâu. Không mà em cho bà Bảy chứ mấy cho anh. Cho bà Bảy. Cho tôi mà quá. Không. Em không cho anh. Thôi ngồi xuống nói chuyện đi. Anh kêu anh kêu quay mặt quá. Hai người ngồi xích vô. Xích vô. Em qua là em cho anh chứ em cho bà Bảy chứ mấy cho anh. Vậy hả? Cho bà Bảy phiếu. Cho bà Bảy một phiếu. Tôi đâu? Không, anh em không cho. Anh nói nghe nè, trước kia anh chịu làm chồng em mới cho. Làm chồng em đem cho phiếu gạo. Nghe, chịu không? Thôi không chịu em không cho. Làm chồng em đi em mới cho một phiếu nữa. Thôi, không nổi. Sao vậy? Không nổi đâu. Có gì đâu. Vậy nó nghe nè, sao bữa mà anh qua thăm em, bữa anh chụp màn đó, tới bữa nay anh đi đâu mà sao anh thấy anh qua chơi vậy? Anh đi đâu mất tiêu tới giờ. Anh đi đâu? Không quên là không giờ anh thấy qua từ bữa chùm màn tới giờ công nhận cái giò tươi xanh hay không, giò tươi luôn, giò già thòn luôn, trắng bóng mà già thòn hết tươi xanh luôn. Này không cãi ngon. Bây giờ anh thấy qua thăm em trơn. Làm vậy kẹt đi du lịch ở bên Mỹ bên đó. Đi Mỹ không chơi mai gì trơn vậy? Đi Mỹ cánh gỏi uống một hơi bển gì mới bay về vậy hả? Kiểu này chắc Mỹ thôi không chắc... Mỹ thôi thì dối vàng Mỹ luôn cho mày Mỹ luôn. Rồi lại coi sao mà lúc dài lại ốm cái gì chưa qua sao dạo này nó ốm cái gì anh không dài sao ốm cái gì trời ơi khi cái kỳ trời. Nhiều nhiều cũng như là cái là thức đêm quá vậy. Cũng như là trong năng lượng này phải không? Nó hút vô hết trơn rồi, con nữ hút hết rồi. Sau này gặp chứ không phải thức đêm á. Lại. Bữa nay hơi hớp vì một bữa sau mà nói chuyện là cứng khừ luôn vậy. Bữa nay sao mà nói chuyện hơi dung dung vậy? Sao bữa nay mềm nhũng rồi? Nay sẽ dung gì đó. Tới. Có gì đâu. Này bữa nay thời tiết nó đổi hướng nó khác rồi. Vậy hả? Lại ơi, mình nói cho mình liếc chỗ khác rồi mình liếc ngay với vậy. Nói mà liếc ngay. Cho rồi. Mà cho bả không cho anh? Không, bây giờ em hỏi bây giờ chị làm chồng em mới cho. Không chị làm chồng thì em không cho đâu. Anh cộng luôn ha. Phiếu một à, nếu làm chồng em mình cho phiếu một à. Nếu bắt gạo mình kêu cho hết cộng. Hết cộng đi. Thôi anh nói nghe nè em là em giờ cho người phiếu à nhưng mà cái giới điều kiện. Phiếu mấy giờ? Phiếu 9 giờ giữ, ngày mai. Gì 9 giờ lấy 7 phút nè. Cái này nhà người ta ông nội. Đúng rồi, 9 giờ giữ trên là 9 giờ 30 nè cha. Cái này là 8 giờ cái gì nữa? Cái này qua quận 8. Đâu, lại đọc coi. Đọc coi, anh đọc coi. Lúc 9 giờ 30. Ngày gì vậy? Nhằm ngày 21 tháng 7. Ngày 21 tháng 7 năm 2029. Ông lại là ông chết thiệt luôn đó ta. Rồi, nghe em gọi phía này đó anh ngày mai kêu 9 giờ giữ kêu bà Bảy bằng đứa bé qua lãnh nha. Lãnh bằng quà nha. Còn anh gần sao? Còn anh 9 giờ tối qua em tặng cho anh và phần quà đặc biệt. Chịu không? Tặng cho anh một phần quà. Chịu không kìa. Ưu đãi. Tặng cây 2 hả? Tặng cây 2 dạng. Cây 2 coi tổng cộng tầm 7 mấy triệu á. 9 giờ tối em tặng anh một phần quà ưu đãi. Dạ thôi đó. Chịu nói kìa, chịu không? Quốc luôn. Công nhận giờ này anh đẹp quá à. Công nhận qua có một bữa mọc tới bữa nay đi đâu mất tiêu luôn à. Trong quà anh thấy qua. Rồi giờ trở đi gia đình bên Mỹ mới về. Đi có gian chơi gì sẵn sẵn đi đó giờ có gian chơi. Về mới bay về ngày hôm qua.
Cho mua luôn. Làm gì luôn. Trời ơi, cái nhà ơi, bữa nay qua nhà ảnh thì ảnh không có mắc cỡ, không có dùng, ảnh ngồi nói chuyện với tôi tự nhiên. Còn bữa qua nhà tôi mắc cỡ quá chùm mền. Vậy đó ha. Không cho thấy mặt luôn nữa chứ thấy cái giò này, giò trắng nõn, giò ốm neo, giò thòn, tươi xanh lặt lìa luôn. Trời ơi. Nhìn đã lắm chứ bộ đúng không chị Hoa? Trời chắc bóc luôn nè, chắc nõn luôn nè. Thấy lại sao chị Hoa? Hả? Sao thấy lại sao, đẹp trai không? Thấy mẹ lại cũng đẹp trai, có duyên chứ bộ. Tướng tá cũng im. Cháu hoài, nó hoài đó. Để chứ bộ, bởi vì tôi mới mê đó. Ngon cơm hả chị Hoa? Ngon cơm luôn. Thôi ông mới đẹp. Thôi ông mới đẹp. Tôi không có tiền đâu. Tôi nói với cháu không đó. Trời. Chấp nhận được, ăn cái gì cũng được. Trời ơi, trời ơi, tình yêu, tình yêu mặn mò. Còn cháu lưỡi heo không mà thứ gì chịu nổi. Bởi vậy. Cái gì ốm gì nè, heo tu làm cháu không nói trước á. Ốm đi, em nói nghe nè, anh lợi, ốm đi theo giờ ở với em thúc cho anh mập lại. Anh nuôi thúc cho anh. Nuôi luôn hả? Chấp nhận nuôi mà, chấp nhận thương là phải nuôi, ốm cả nợ càng em thúc là mập liền. 5 bữa cơm đó, 5 bữa cơm, 6 bữa tuổi nước. Giờ ok. Nhậu cho về bia. Đãi một ngày ba cử bia. Chấp nhận là bao nhiêu cũng lo hết trơn á. Bây giờ em cũng lo chấp nhận. Thôi, 6 cử. Nuôi nổi không chị Hoa? Đó. Hút nuôi luôn. Bao gái luôn. Trời, chơi mày luôn. Trời, mày cho ăn luôn. Rồi, xúc xích đó, hơi lâu ngày hết hạn sử dụng rồi. Đâu có đâu ông hết hạn chứ người khác đâu có hết hạn không? Của người ta đâu có hết hạn, của ông lâu ngày không hết hạn, của ta quy xây không hết hạn. Cái này nó muốn gặp hết hạn bây giờ. Hỏi lại cái thích ăn xúc xích không? Thích ăn xúc xích là lạc xưởng. Thôi ăn dẹp mà. Hết dẹp xò lông đâu à? Hết dẹp xò lông, ngoài chợ bán thứ gì, anh muốn ăn anh mua cho anh ăn. Có gì đâu, ngoài chợ bán thứ gì. Khoái ăn mấy cái đó lắm. Mấy cái đó giờ nào cũng có, ra chợ mua là giờ nào cũng có. Gì tối nay mua đi. Vậy tối đi qua nhà em nha. Mua hai cái. Cái gì mà là đòi ăn hai con. Mua hai con ha, mua hai dẹm ha. Xò lông hả vậy? Xò lông hay là dẹm? Hai con gái là hến. Hai con, hai con gái á. Ngoài hai con xò lông. Thì hai xò lông đó. Hai xò lông đó. Bây giờ anh nghe chịu anh mua để sẵn tối qua cho anh ăn nha. Để sẵn luôn hả? Mà nước nước có dừa không? Em mua. Anh lại. Cần rưới nước tới nước cốt dừa lên không? Thôi khỏi đi, có bia sẵn rồi, bia bếp chế về lên cái mình dăm muối. Không chịu ăn nước cốt dừa hả? Thì bởi vậy. Thích ăn bánh bèo không? Hồi đi mua kìa. Nói cho anh nặng chút nha anh. Không dài dán anh cũng buồn quá. Trời ơi. Thấy không? Có bữa một mới đi tới giờ. Anh qua có bữa một chùm mệt, tới bữa nay là anh đi đâu mất tiêu luôn thấy. Trời đất ơi. Bữa nay tôi nhớ quá, tôi qua tới thăm anh. Qua tới đây luôn đó ha. Qua tới đây luôn nè. Đây là nhà của anh Lợi nha cả nhà. Đó, nhà của chồng yêu của Lệ Hoa. Đó. Không phải à, giỡn đó. Giỡn gì em yêu thiệt, mười giỡn gì. Phải đừng. Ôi, là... ngại gì lại ơi. Tại ông ngại đó cái nhà ơi, tại vì ông ngại đó. Chứ thật sự là Lệ Hoa yêu anh Lợi thật sự, mới với người qua tới nhà bữa nay luôn. Lệ Hoa có dịp đi phát phiếu gạo sẵn qua thăm anh Lợi. Ủa, luôn. Chồng mày đâu? Hả? Ủa là qua đâu có chồng. Trời ơi, má quay bờ hởm rồi, ông mập đi. Cái đó là phụ họa. Phụ họa là quả không? Cái đó là cũng như quen qua đường thôi. Tạm chia tay rồi. Chia tay rồi. Ok, chia tay rồi. Thằng kia chia tay thì tôi cũng phải cũng như vậy luôn rồi. Không. Phải chia... tôi không có gì đó đâu. Phải chia tay tôi lên. Cái gì vậy mà đòi á luôn hả? Phải. Ví dụ cái người kia còn bỏ được để tôi bỏ. Ông tham quá à. Phải tôi qua bỏ ông rồi đâu qua thăm anh phải không? Vậy. Tôi mới qua nè, nói không? Anh thấy em nhan sắc mỹ miều không? Rồi thăm tối nay nhớ mua xong tôi ăn đó. Mấy con anh? Hai con được rồi. Mua hai con đủ ăn ha. Hai con mới đủ. Một con không có đủ xíu ăn thôi. Giờ gì mua? Nhẹ dài lắm. Thấy không? Chắc nõn luôn phải không? Trời chắc cũng loại chứ. Tuy xanh lật lìa. Cái bàn chân cũng đẹp đó ha. Cái bàn ngón nào cũng nấy nha, trời ơi. Ngón nào cũng nấy dài ọt luôn trời. Không? Biết giờ gì không? Giờ về anh. Giờ tượng ta đó. Giờ tượng. Giờ tượng là ông tướng ta đó, thấy không? Để này là... tướng nằm ngủ hả? Tướng ta thiệt bộ không có ượn gì. Bởi vậy. Thấy giò bình thường nặng ngón giò, giò dài cỡ này không? Mà so le gì không? Thấy bằng đều này nọ chứ đâu so le gì. Bởi vì em mới mê đó anh đó. Ây chà. Nó thấy không? Bự nữa ha. Qua hỏi lại có nhớ gì cho không? Mấy bữa cái gì cũng vậy chứ. Mấy bữa nay rồi sao? Ở bên đây có nhớ em không? Nhớ giờ không? Trời ơi. Nhớ em chứ.
anh đợi em qua đây không à? Đi bên Mỹ mới về rồi mệt mỏi vậy hả? Ngủ mà đâu à. Sao hồi tối đến giờ đi Mỹ à. Không mua quà gì về cho có mua quà gì cho em không? Có mua quà gì ạ? Đâu lấy ra coi, vô lấy quà ra coi, vô lấy quà coi trời, lấy quà ra coi cái xưởng. Mua lạc xưởng Mỹ mới về. Mua lạc xưởng cho em đó hả? Ồ ừ, em cũng thích ăn lạc xưởng lắm. Đâu cái lạc xưởng mới lớn lại. Xưởng nó cũng có mới lớn nè. Trời ơi. Vậy là bự không á? À. Bảo vậy. Tối đi mới cho ăn. Nó có nhân không? Thì nó có cái đậu chứ trước á rồi mà y gian đậu vợ hả? Y gian cái trà tiêu vậy. Trời cái đó anh mắt được đã dữ ha. Cái đó bập gì luôn nè. Ồ, ăn là chẳng những bập luôn đó. Em phá lạc xưởng gì đó. Chà má gì em mới chịu. Rồi nhớ nghe. Ngày mai đó nghe. Nhớ nghe, 9 giờ giữ kêu bà Bảy lạnh chứ không phải anh nha. Em cho bà Bảy chứ không phải cho anh nha. Tại vì anh không chịu làm chồng em không có cho. Không hiểu nữa mới được. Không, anh chịu làm chồng em đi. Cho bả mà phiếu mà không cho tôi. Ai? Ông lãnh ban đêm. À, cái ban đêm qua ông lãnh. Ông lãnh. Ôi, lãnh ban ngày. Ông là ông lãnh ưu tiên. Cái bạn phiếu. Lãnh ban ngày à. Cái phiếu của anh là 9 giờ tối qua lãnh là em trao quà cho anh. Quà, đã bạn quà, trai mà ai đi trao phiếu ông. Thì bởi vậy. Ban đêm lãnh phần đặc biệt không cần phiếu. À, ông là bạn trai mà anh là người yêu dấu của em mà sao đưa phiếu chị? Nó. Chạy có phiếu em không chị? Vậy nha. Nhớ 9 giờ qua đi. Cái phần phiếu của anh 9 giờ qua đi em chờ anh cho em trao cho anh. Biết rồi. Có chứ thầy bả. Lại. Ngồi im. Rồi biết rồi. Lại. Làm gì mà mắc cỡ gì sao mặt mày đỏ ché không? Cái kia đỏ mặt tối. Đỏ mặt cái tên kìa. Mới cho nó 9 giờ qua nhà em trao quà cho mặt mày đỏ hơn. Mắc cỡ. Anh cho bỏ anh gượng nha. Anh cho bỏ anh gượng. Từ 9 giờ tối tới 12 giờ thì cũng được. Ngày nào cũng được. Nói vậy. Sao cháu thứ gì? Còn này là 9 giờ sáng cho bà Bảy đi làm. Đã vậy. Gặp đi qua đó. Rồi tới chứ chứ. Rồi cho cha ơi. Mà cái mê luôn rồi. À giống tài thiên với trời. Trời chứ đi sao không? Tao nói phần ưu tiên đó, lại coi mình tôi coi thu xếp gì đây. Một phiếu phiếu kỳ viên nữa. Đã nói là cái phiếu của ông lại là 9 giờ tối. Phiếu ông 9 giờ qua đi là có cho ông ưu đãi cho ông liền. Phiếu quần quà của ông là quần quà đặc biệt cho ông. Muốn bao nhiêu phần có bao nhiêu. Ông muốn bao nhiêu em cũng cho hết trơn á. Nha. Còn phần này của bà Bảy, nhớ của bà Bảy, phần quà này của bà Bảy nha. Phiếu gì? Phiếu gạo với mì. Đọc hết luôn coi, đọc hết coi. Mày nhiêu à? Thì ta để này phiếu gạo thôi, phiếu lạnh thôi. Nhóm tư nhân là gì? Tư nhân gì ba? Lại nó đánh dằn. Nó không biết, nó không biết nữa. Nhóm từ thiện phải không? Siêu cấp gạo. Siêu cấp chờ. Siêu cấp ba. Biến chế đi. Gạo ngày 9:30 ngày nay. Thùng mì 20 kg gạo với mời ký anh 20 đâu có em cho anh 300,000 số lượng anh cho có mời ký à. Trời đất ơi, trời ơi này nó hướng dữ trời cha trời ơi. Cái phần gạo này là cái phần gạo này là 9 giờ cái phần đó không nãy giờ ông đọc đúng rồi đó, cái phần quà tối nay bà trao cho ông là phần quà đó của cha anh 9 giờ tối đó. Bây giờ phần quà của phần ai phần quà phần quà đặc biệt của chị Lệ Hoa cho lại 9 giờ tối nay đó là 300 cành 300 thùng mì với 20 kg gạo với con cá cha với một con cá cha là phần quà của anh Lợi yêu tôi. Chồng yêu tôi là 9 giờ tối cho đến 12 giờ ngay chỗ rồi công viên á. Cho quán chừng á già đó mãi gì nữa không, có ký sò lông không? Có hai con vịt sò lông. Rồi tặng cho ông đòi ăn hai con sò lông. Dạ bánh bao gì qua. Với còn mà muốn ăn bánh bao thì em cũng cho hai bánh bao luôn. Vậy cái vậy bánh bao là không có nhân. Bánh bao không có nhân mà có nhị. Ủa hồi nãy. Bao không có nhân bụng gì sao ăn trời. Vậy nữa hả? Bánh bao của em là bánh bao đặc biệt. Bánh bao đặc biệt có nhân có không có nhân mà lại có nhị. Hồi nãy em có nghe là chị nói là
ăn bánh bao em cúng cho. Ừ. À. Vậy thôi. Rồi xong luôn á. Vậy là xong ha, vậy thôi. Vậy thôi mình đi ha. Rồi rồi xin chào cả nhà nha, bye bye cả nhà nha. Ừ, bye lại. Đến đây qua đây là thăm bà Bảy cho một phần quà với phiếu nha. Nhớ nghe đi nữa, bà Bảy về đưa bà Bảy nha. Nhớ đưa bà Bảy lãnh nha. Ờ chứ ông không có đâu nằm nhà đồ ăn không à. Dám không? Dám hỏi không? Dám nói không? Dám nói không? Dám nói mới sợ. Dám nói mới sợ. Dám nói mới sợ. Thách ông luôn á trời. Nói lên.